Chào các em học sinh, chào mừng các em đã quay trở lại khóa học toán trực tuyến trên trang web OLM. Tiếp tục về phần phương trình lượng giác thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào dạng thứ tư, giới thiệu một số dạng phương trình khác. Phương trình đầu tiên thầy muốn giới thiệu với các em đó là phương trình đẳng cấp. Phương trình đẳng cấp sẽ có dạng A nhân sin bình x cộng B sin x cos x cộng C nhân cos bình x bằng D. Để giải phương trình đẳng cấp thì chúng ta sẽ chia cả hai vế cho cos bình x. Thế nên ta xét trường đầu tiên với cos x khác 0. Khi cos x khác 0 thì chúng ta hoàn toàn có thể chia cả hai vế cho cos bình x thì phương trình 1 sẽ tương đương với. Đến đây thì ta thấy sin bình x trên cos bình x sẽ bằng tan bình x, còn sin x nhân cos x trên cos bình x sẽ bằng tan x. Còn cos bình trên cos bình là bằng 1. Xử lý D trên cos bình x thì chúng ta sẽ áp dụng hàm đẳng thức là 1 trên cos bình x bằng 1 cộng tan bình x. Và chúng ta có D trên cos bình sẽ bằng D nhân 1 cộng tan bình. Thì đây là phương trình bậc 2 đối với hàm số tan x. Chúng ta sẽ giải như bình thường. Còn đối với trường hợp cos x bằng 0 thì thầy sẽ xử lý trường hợp này ở trong ví dụ cụ thể. Chúng ta vào ví dụ đầu tiên. Sin bình x trừ 3 sin x cos x trừ 4 cos bình x bằng trừ 3. Đầu tiên với cos x bằng 0. Thì cos x bằng 0 ta thấy ngay 3 nhân sin x nhân cos x bằng 0 và 4 cos bình x bằng 0. Như vậy hai phần này của chúng ta bằng 0. Còn sin bình x do cos x bằng 0 nên cos bình x cũng bằng 0. Nên suy ra sin bình x bằng 1. Đây là thầy áp dụng đẳng thức sin bình cộng cos bình bằng 1. Và khi sin bình x bằng 1 thì ta có 1 bằng trừ 3. Điều này là vô lý. Do đó, phương trình vô nghiệm khi cos x bằng 0. Và khi cos x khác 0, chúng ta sẽ chia cả hai vế cho cos bình x thì phương trình 1 sẽ tương đương với sin bình x trên cos bình x trừ 3 nhân sin x cos x trên cos bình x trừ 4 bằng trừ 3 trên cos bình x. Và đến đây chúng ta đưa về phương trình bậc 2 đối với hàm tan thì ta có phương trình sau. Thu gọn thì ta được 4 tan bình x trừ 3 tan x trừ 1 bằng 0. Giải phương trình 2 thì ta được hoặc tan x bằng 1 hoặc tan x bằng trừ 1 phần 4. Với tan x bằng 1 thì sẽ tương đương với x bằng pi trên 4 cộng kpi. Với tan x bằng trừ 1 phần 4 thì x bằng alpha cộng kpi. Trong đó tan alpha bằng trừ 1 phần 4. Đến đây chúng ta sẽ kết luận. Vậy các nghiệm của phương trình là x bằng pi trên 4 cộng kpi và x bằng alpha cộng kpi với k thuộc số nguyên. Trong đó ta có tan alpha bằng trừ 1 phần 4. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phương trình đối xứng và phản xứng. Phương trình đối xứng có dạng A nhân sin x cộng cos x cộng B nhân sin x nhân cos x cộng C bằng 0. Còn phương trình phản xứng có dạng A nhân sin x trừ cos x cộng B nhân sin x cos x cộng C bằng 0. Đối với phương trình đối xứng thì chúng ta cần đặt T bằng sin x cộng cos x. Thì áp dụng công thức sin của một tổng thì ta thấy ngay sin x cộng cos x sẽ bằng căn 2 nhân sin x cộng pi trên 4. Mà tập giá trị của hàm sin là từ trừ 1 đến 1. Do đó T sẽ có giá trị nằm trong đoạn từ trừ căn 2 cho đến căn 2. Công việc tiếp theo của chúng ta là cần đưa sin x nhân cos x về t. Để đưa sin x nhân cos x về t thì chúng ta chỉ cần biến đổi sin x cộng cos x tất cả bình bằng sin bình x cộng 2 sin x cos x cộng cos bình x và bằng 1 cộng 2 sin x cos x. Như vậy, với t bằng sin x cộng cos x thì ta thấy ngay
T bình bằng 1 cộng 2 sin x nhân cos x. Điều này sẽ tương đương với sin x nhân cos x bằng T bình trừ 1 trên 2. Thì thay vào phương trình ban đầu thì ta có phương trình ban đầu là phương trình 1 sẽ tương đương với A nhân T cộng B nhân T bình trừ 1 trên 2 cộng C bằng 0. Thì đây là một phương trình bậc 2 chúng ta hoàn toàn có thể giải được. Tiếp theo là phương trình phản xứng. Đối với phương trình phản xứng thì tương tự chúng ta cũng đặt T bằng sin x trừ cos x. Chúng ta có sin x trừ cos x sẽ bằng căn 2 nhân sin của x trừ pi trên 4. Nên do đó T sẽ nằm trong đoạn từ trừ căn 2 cho đến căn 2. Và với T bằng sin x trừ cos x thì chúng ta biến đổi tương tự là từ sin x trừ cos x bình phương bằng 1 trừ 2 sin x cos x. Thì ta rút ra được ngay sin x cos x sẽ bằng 1 trừ T bình trên 2. Đến đây, thay vào phương trình ban đầu thì chúng ta có phương trình số 2 sẽ tương đương với A nhân T cộng B nhân 1 trừ T bình trên 2 cộng C bằng 0. Và đây cũng là một phương trình bậc 2 chúng ta hoàn toàn có thể giải được. Và chú ý nghiệm của phương trình bậc 2 này sẽ phải nằm trong đoạn. Tiếp theo chúng ta sang ví dụ đầu tiên. Trừ 2 nhân sin x trừ cos x cộng 6 sin x cos x bằng trừ 2. Thì các em để ý đây là phương trình phản xứng thì chúng ta sẽ đặt T bằng sin x trừ cos x. Thì giá trị của T sẽ nằm trong đoạn trừ căn 2 cho đến căn 2. Và khi T bằng sin x trừ cos x thì sin x nhân cos x sẽ bằng 1 trừ T bình trên 2 và thay vào phương trình đầu tiên. Thì chúng ta có phương trình đầu tiên tương đương với trừ 2T cộng 6 nhân 1 trừ T bình trên 2 bằng trừ 2. Giải phương trình này chúng ta sẽ có hoặc T bằng 1 hoặc T bằng trừ 5 phần 3. Tuy nhiên do T thuộc vào đoạn trừ căn 2 cho đến căn 2, thế nên T bằng trừ 5 phần 3 sẽ loạn do trừ 5 phần 3 không thuộc đoạn này. Đến đây chúng ta sẽ trả biến x với T bằng được sin x trừ cos x thì ta có sin x trừ cos x bằng 1. Giải phương trình này ta có hoặc x bằng pi cộng k2pi hoặc x bằng pi trên 2 cộng k2pi với k là tập số nguyên. Đến đây chúng ta kết luận như vậy các nghiệm của phương trình là x bằng pi cộng k2pi và x bằng pi trên 2 cộng k2pi với k là tập số nguyên. Dạng phương trình tiếp theo là phương trình biến đổi tích thành tổng. Thì trước hết thầy sẽ nhắc lại công thức biến đổi tích thành tổng. Chúng ta đi vào ví dụ đầu tiên. Sin x nhân sin 7x bằng sin 3x nhân sin 5x. Thì ta thấy ngay cả về trái và về phải đều là dạng tích của hai hàm số lượng giác. Hơn nữa ta để ý ở đây có x và ở đây có 7x thì x cộng 7x là 8x. 3x cộng 5x cũng bằng 8x. Áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng, ta có phương trình tương đương với 1 phần 2 cos 6x trừ cos 8x bằng 1 phần 2 cos 2x trừ cos 8x. Đến đây chúng ta sẽ rút gọn đi cos 8x và ta sẽ được cos 6x bằng cos 2x. Giải phương trình này, chúng ta sẽ có hoặc x bằng kpi trên 2 hoặc x bằng kp trên 4 với k thuộc tập số nguyên. Như vậy, các nghiệm của phương trình là x bằng kp trên 2 và x bằng kp trên 4 với k thuộc tập số nguyên. Chúng ta sang dạng phương trình tiếp theo, đó là phương trình biến đổi tổng thành tích. Thì trước hết, thầy cũng nhắc lại công thức biến đổi tổng thành tích. Chúng ta đi vào ví dụ phương trình biến đổi tổng thành tích.
giải phương trình sin x cộng sin 2x cộng sin 3x bằng 0. Thì ta thấy ngay đây là tổng của ba hàm sin. Mà để áp dụng công thức biến đổi tổng thành tích thì chúng ta chỉ được áp dụng tổng của hai hàm sin. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ gói sin x và sin 3x. Như các em có thể thấy, khi chúng ta biến đổi từ tổng thành tích sin x cộng sin 3x thì ta sẽ được 2 nhân sin 2x cộng cos x. Và do đó ta thấy xuất hiện ngay nhân tử chung sin 2x ở đây. Đặt nhân tử chung sin 2x, ta sẽ được sin 2x nhân với 2 cos x cộng 1 bằng 0. Giải phương trình này, chúng ta sẽ có hoặc sin 2x bằng 0 hoặc 2 cos x cộng 1 bằng 0. Sin 2x bằng 0 sẽ tương đương với x bằng cam pi trên 2. 2 cos x cộng 1 bằng 0 sẽ tương đương với hoặc x bằng 2 pi trên 3 cộng k2 pi hoặc x bằng trừ 2 pi trên 3 cộng k2 pi với các hàm tập số nguyên. Đến đây chúng ta kết luận các nghiệm của phương trình là: như vậy, thầy và các em đã đi xong dạng thứ tư, giới thiệu một số dạng phương trình khác.